Five. Mẹ cái bọn ruồi bẫu mà. Đập mãi không hết thì bọn ruồi nó cứ bay trước cái ống kính. Bực mình. Xuống thôi, đi đâu được. Chưa có tụt. Nào đã bắt đầu đứng ra sút. Thế sút đi vào nào. Lì nha. Chết nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bộ Khánh Linh. Ăn hàng rồi nha. Chim Hòa Bình này.